Ban thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Ninh Kiều vừa tổ chức hội thảo Hành trình sức khỏe và hạnh phúc cho hơn 150 cán bộ hội viên phụ nữ trên địa bàn quận Ninh Kiều. Tham gia chương trình, các cán bộ, hội viên phụ nữ quận được trải nghiệm thực tế, cân đo các chỉ số sức khỏe, chỉ số cơ, đo huyết áp, được bác sĩ chuyên khoa chia sẻ thông tin tư vấn và thăm khám sức khỏe tận tình. Bên cạnh đó, các chị em còn được bác sĩ Bệnh viện Quốc tế Phương Châu Cần Thơ chia sẻ về chủ đề bệnh tiểu đường và các nguy cơ khôn lường giới sức khỏe, tư vấn và cung cấp các thông tin cần thiết để các chị em biết cách phòng bệnh tại nhà.